Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Giây TV. Lời đầu tiên, Ba Giây xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn trong và ngoài nước luôn luôn dồi dào sức khỏe, vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Kính thưa quý vị, trong video này, Ba Giây tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan tới drama sóng gió gia tộc để gửi đến tất cả quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh, tác giả của bài hát Tuổi Phận Đời Con lên tiếng khi được bên viết cô Sáu nhắc tên. Những ngày qua, khán giả ai cũng đã biết về cái bài hát Tuổi Phận Đời Con do nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh sáng tác, độc quyền dành cho Hồng Loan. Bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh nhẹ nhàng, dễ hiểu, đúng tâm trạng của một cái người con xa cha. Và Hồng Loan đã thể hiện bài hát hết sức là có hồn, chạm đến trái tim của người nghe vì bài hát quá nổi tiếng, quá hay. Nhưng phía bên cô Sáu đã không tha luôn cho nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh, như trước đó cũng đã từng cà kìa nhạc sĩ Cao Minh Thu. Sáng tác bài hát không phải của mình. Trên trang cá nhân của nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh cũng đã đưa một sự ta tết của một khán giả ủng hộ bên phía cô Sáu, nói về nhạc sĩ như sau: nhạc sĩ biến chất tha quá, kiếm tiền không từ thủ đoạn, bú đờ drama ăn theo cái chết của cố nghệ sĩ mà hai người khác. Nói chung là thể loại sống trước sau bất tính, có nghĩa hôm nay mình có tiền của nó sẽ là chơi, ngày mai đứa khác giàu hơn nó phản lại. Xưa nay có câu nhìn mặt bắt hình dong. Trước sáng tác cho đám tang của cố nghệ sĩ, giao bài tặng cho gia đình, ai hát cũng được. Mà nó thừa biết con Tu Hú này giọng nghe phát tổng, có nghĩa là chỉ ruột thịt của nhà cậu Năm hát. Giờ con Tu Hú được mạng xã hội bảo kê, cho nên nhạc sĩ quay ra lật kèo đánh bản quyền. Chơi bẩn như vậy thì ai chơi lại được. Trước sì ta tết này, nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh cũng đã đáp lễ lại. Mệt ghê vậy đó, chửi hoài luôn. Mấy cái nick ảo là biết là thế nào rồi, chửi cũng phải đầu tư tìm hiểu chút xíu để nói rõ một lần cho nghe nè. Bài hát đầu tiên tôi viết cho Hồng Loan là bài Tuổi Phận Đời Con, còn bài thứ hai là bài Thôi Kệ Đi, còn trước đó không có viết bài nào hết trơn. Vì có biết Hồng Loan đâu mà viết, sau này khi mà Hồng Loan xuất hiện và biết được hoàn cảnh cũng như là thân phận của em ấy qua truyền thông và mạng xã hội, cảm thán cho cuộc đời của em, cho nên mới viết để mà chia sẻ cùng em, cũng như là bao nhiêu người thương quý em ở khắp mọi nơi. Đơn giản vậy thôi à, chứ đâu có gì thấy ghê quá như là bạn nói. Có lộn tiệm không vậy bà nội? Hết nhạc sĩ Cao Minh Thu, nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh cũng chịu chung kiếp nạn khi sáng tác những cái bài hát mà có hai hướng chạm từ ái đến mẹ con của cô Sáu. Người ta nói có tật là giật mình. Nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh cũng đã gửi lời chúc mừng Hồng Loan trong hai đêm diễn ở tại Úc Châu khi cô thể hiện bài hát được anh sáng tác, anh viết, hai đêm diễn thành công ngoài mong đợi từ bà con kiều bào từ Úc Châu ủng hộ đồng nhiệt. Sau khi trình bày ca khúc Tuổi Phận Đời Con, dứt câu giọng cổ thì khán giả vỗ tay cái ầm, từ Úc mà Việt Nam giật mình luôn á. Hồi hộp dõi theo em, và em đã không phụ lòng mọi người, em đã rất cố gắng hát bằng tất cả những gì có thể, bằng tâm lực và bằng cả trái tim của mình. Vậy là vui rồi nhé cô gái nhỏ, chúc mừng em đã được khán giả khắp nơi yêu thương và đón nhận. Nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh, anh rất thân với nhà báo Song Minh, Nguyên Vũ. Chính qua những cái người này, anh mới biết được cái câu chuyện của nhà của nghệ sĩ. Nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh, tên thật là Nguyễn Minh Anh, sinh ngày 11 tháng 6 năm 1980. Anh vừa sáng tác ca được nhiều dòng nhạc. Ngoài ra, anh còn là chủ nhân của những phim ngắn ca nhạc hài triệu view ở trên YouTube do anh tự viết kịch bản và thể hiện, với nhiều vai trò đạo diễn, diễn viên, viết nhạc và trình diễn ca khúc trong phim Tuổi Phận Đời Con của Nguyễn Minh Anh viết tặng cho Hồng Loan, vốn rất yêu mến cố nghệ sĩ và cảm thương quãng đời mà Hồng Loan đã trải qua. Nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh đã sáng tác và viết tặng cho Hồng Loan ca khúc Tuổi Phận Đời Con rất là trữ tình, rất là xúc động, nhanh chóng lay động trái tim khán giả như là một cái lời tự sử của một người con, là một nghệ sĩ nổi tiếng. Ngày đây mai đó, mang lời ca tiếng hát của mình cống hiến cho đời, cho khán giả gần xa. Những cái người mộ điệu, dù tuổi thơ của Loan thiếu hơi ấm vòng tay của cha bên cạnh, nhưng mà cô gái ấy vẫn mạnh mẽ lớn lên. Theo cùng năm tháng miệt mài của cha, phải đi khắp mọi tỉnh thành, sự kiên cường và trung kiên của một người con gái. Chỉ vì thiệt thòi ấy, dù là con của một tên tuổi lớn, ông Hoàng cải lương hậu quản, đã làm cho tôi cảm động và xúc cảm viết lên ca khúc này. Nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh đã bật mí. Khi biết cố nghệ sĩ qua đời, nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh cũng như là bao người mến mộ khắp mọi miền đất nước rất là thương cảm và tiếc thương cho một cái người tài danh giáng số. Nói về cảm xúc khi viết về ca khúc Tuổi Phận Đời Con, Nguyễn Minh Anh chia sẻ,
khi có nghệ sĩ mất. Trên báo và mạng xã hội, tôi mới biết được hoàn cảnh và nỗi niềm của Loan. Tôi ấp ủ và dự định viết ca khúc này, nhưng vẫn cần thêm tư liệu nữa. Tình cờ trong dịp dỗ tổ tại nhà nghệ sĩ Kim Tiểu Long, tôi gặp Hồng Loan. Dù chỉ chào hỏi, không nói chuyện được nhiều, nhưng qua cái cách cư xử rất chân thành, mộc mạc, gần gũi và lễ phép của em ấy, tôi có thêm nhiều cảm xúc và tự sự cảm thương cho số phận của người con gái ấy. Tôi đã đồng cảm và chấp bút viết nên ca khúc này. Chỉ trong một đêm để dành tặng cho Hồng Loan như là một cái sự sẻ chia và thương mến, cũng như là sự mến mộ của mình dành cho cố nghệ sĩ. Ca khúc Tuổi Phận Đời Con mà nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh viết riêng cho Hồng Loan. Hồng Loan rất bất ngờ và rưng rưng nước mắt vì cảm động. Sau khi nghe Hồng Loan hát ca khúc Chữ Hiếu Chữ Tình, Nguyễn Minh Anh rất thích và xúc động. Anh không nghĩ là Hồng Loan hát cảm xúc và tình cảm như vậy. Dù ca khúc này trước đó ca sĩ Phạm Thanh Thảo đã trình bày rất là thành công, Nguyễn Minh Anh mong muốn Hồng Loan sẽ hát thêm ca khúc Tuổi Phận Đời Con trong thời gian sắp tới để dành tặng cho quý vị khán giả, những người luôn yêu mến và dõi theo hành trình cuộc sống của em ấy suốt bao tháng ngày qua. Nhất là trong bài hát có một câu dọc cổ cuối: Cha nơi chính suối ngậm cười, giờ con đã có mọi người yêu thương. Ca khúc như một cái lời tự sự của một người con có cha làm nghệ sĩ nổi tiếng ngày đây mai đó, đem lời ca tiếng hát của mình cống hiến cho đời, cho khán giả gần xa. Những người màu điệu, dù tuổi thơ thiếu hơi ấm, vòng tay cha bên cạnh, nhưng mà cô gái ấy vẫn là mạnh mẽ lớn lên, theo cùng năm tháng miệt mài của cha, phải đi xa cách mọi tỉnh thành, sự kiên cường và chung chiên của một đời con gái. Chịu nhiều thiệt thòi ấy, dù là con của một tên tuổi lớn, ông Hoàng Cải Lương Hậu Quảng, đã làm cho nhạc sĩ cảm động và viết lên ca khúc này. Kính thưa quý vị và các bạn, và bây giờ, bây giờ xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.